hello xin chào tất cả các bạn chào mừng các bạn đến với Valencia cuộc sống mỹ hôm nay mình sẽ đưa cho quý vị các bạn những ai mà đang ở bang chicago thì mình sẽ đưa ra một cái thông tin rất là mới cho tất cả các bạn nha mình có để cái đường link ở trong cái phần mô tả thì của cái video này thì các bạn có thể vào và các bạn sẽ click vào đây thì bắt đầu các bạn sẽ vào cái trang chính thống của chicago doc gov này và nó sẽ hiện ra cái trang web như thế này Và đây là một cái thông tin rất là vui cho toàn bộ những người dân đang sinh sống ở Chicago Nhưng chỉ là những người dân không được hưởng 1.200 của cái gói hỗ trợ lần 1 K-Act Và ai là những người được nhận cái khoản tiền 1.000 đô trên một hộ Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ chi tiết nha thì đây là một cái gọi là cái quỹ hỗ trợ người ta dịch sang tiếng Việt nôm na là cái gói gọi là phục sinh phục hồi hồi sinh giúp đỡ cho những người đang sống ở trên bang Chicago mà họ không đủ điều kiện để hưởng cái tiền gói hỗ trợ lần một, 1 1.200 đô thì cái gói hỗ trợ này người ta ở bên quỹ hỗ trợ một cái quỹ họ đưa ra rất là nhiều rơi vào khoảng 5 triệu đô cả nhà thì ở trong đấy họ chia ra rất nhiều phần Thì cái phần mà để dành cho Cái phần dành cho 300 000 người mà không được hưởng Tiền 1 200 á Thì mình sẽ Đây mình nó sẽ có cái chữ download This press release, release này Thì các bạn bấm vào thì nó sẽ ra Đó nó sẽ ra cái công văn Đây thì nó chính là cái công văn thì mình sẽ đọc cái công văn này để cho mọi người xem ai sẽ là người được nhận và các bạn sẽ gửi đơn để nhận tại vì là cái này nó có có số lượng có hạn nó có nghĩa là ai mà nộp trước thì được trước còn ai nộp sau thì sẽ nhận sau. Còn không biết là cái số tiền nó sẽ có 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 hết hay không tại vì 300.000 người thì người ta người ta tính 5 triệu thì trong đấy 4 triệu là người ta dành cho cái phần essential worker là những người đi làm trong mùa dịch, những người ở những cái tuyến đầu mà đứng ra đi làm suốt mùa dịch không nghỉ chút nào cả nhà. Thì cái phần đấy là họ để dành 4 triệu đô cho cái cho những cái người hưởng cái uh, hưởng cái số tiền đấy trong cái thời vụ họ vẫn phải đi làm. Còn 1.000 này thì sao? Đây mình sẽ đọc cho cả nhà cùng xem nhé. 1.000 đồng, đồng này sẽ được chia cho 300.000 người dân Chicago không đủ điều kiện nhận 1.200 ở trong cái phần 1.200 trong cái phần khẽ ách gói hỗ trợ lần 1. Thì ai là cái người không nhận được thì mình sẽ đọc cái thứ nhất là những người mà... À, họ không họ không có trong danh sách của người dân hợp pháp Chicago có nghĩa là undocumented individual là người ta giống như người ta có đi lao động ở bên Mỹ này này nhưng mà người ta lại không có thẻ xanh, không có social security number người ta không có giấy tờ hợp lệ mà hay còn gọi là không có hợp pháp ạ. Thì họ sẽ được nhận cái số tiền 1.000 đô này. Còn cái người tiếp theo là cái người Mixed Status Families Có nghĩa là một trong vợ hoặc chồng của gia đình của bạn Là cái người không có thẻ xanh, không có quốc tịch, không có giấy tờ hợp pháp Có nghĩa là người ta chưa đủ, có nghĩa là mới chẳng hạn Họ mới sang chẳng hạn Họ mới sang nước Mỹ, họ chưa đủ điều kiện để mà họ nhận cái thẻ xanh chẳng hạn Thì họ sẽ không được nhận cái 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 1.200 kia Thì họ sẽ được nhận cái 1.000 của đợt này tiếp theo là dependent adults and returning resident. Thì cái trường hợp này á thì rất là nhiều cái phần uh, dependent này nó chia ra một là người lớn, ba mẹ của bạn bị uh, bị bạn claim vào cái phần khai thuế để cuối năm bạn nhận cái phần refund thuế thì những ai mà claim ba mẹ bạn vào là không được hưởng cái tiền thất nghiệp rồi. Và những cái bạn nào mà ở cái độ tuổi trên 17 ở cái phần dependent mà bố ba mẹ các bạn claim các bạn vào mà chưa kịp thoát ra tại vì rất nhiều người ở cái ngưỡng tuổi đó là cũng không được hưởng cái tiền 1200 thì bây giờ những cái bạn sinh viên mà over 17 tuổi đấy và những cái bậc cha mẹ mà bị claim vào cái phần khai khai thuế thì sẽ được nhận cái 1000 này của bên của bên bang Chicago đấy nhá cả nhà nhá chứ những bang khác thì mình chưa có cập nhật, mình sẽ cập nhật bang này đầu tiên để cho mọi người. Thì mọi người chú ý để điền đơn cho đến cái ngày 22 tháng 6 thì mọi người chú ý để điền đơn. Thì cái này họ có nói là ai điền sớm thì sẽ nhận sớm, có nghĩa là nó không có phụ thuộc là người nào điền cũng sẽ được nhận tiền vào đúng cái ngày đấy đâu có nghĩa là nó phụ thuộc vào những cái mà các bạn các bạn làm á các bạn điền đơn á ai mà làm trước thì được trước giống như là đi mua hàng ở bên mỹ mà các bạn xếp hàng trước thì được trước mà xếp hàng sau thì được sau đấy thì mọi người chú ý để mọi người làm nhá thì cái này cũng 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 không cũng cũng không phải là khó các bạn cứ vào cái cái trang web này thôi để các bạn cập nhật và các bạn hãy xem tại vì là cái phần cái phần trang web này nó là cái phần trang web chính thống của chính phủ Mỹ chứ không phải những cái trang web mà họ đưa ở những cái chỗ khác ra tại vì thường những cái trang web chính thống nó có cái đuôi GOV cả nhà thì mọi người để ý Chicago này này và sao nó có cái doc GOV là chính thống thì mọi người yên tâm tại vì nhiều người bây giờ lo sợ thì mình cũng hiểu cái 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 lo sợ của các bạn trong cái mùa Covid này nó có rất nhiều những cái đường link Nó gửi đến, nó mời các bạn điền cái nọ điền cái kia Và nó lấy trộm thông tin của các bạn Và nó sẽ hack cái tài khoản banh hay là cái gì gì đấy của các bạn Hoặc là người ta ăn trộm có cả scammer tiền thất nghiệp với cả nhà ơi Tại vì tiền thất nghiệp mỗi một người tổng số lên được hàng 10 ngàn à Thành ra là mọi người đề phòng là đúng thôi Thì mọi người yên tâm cái đường link này nó chính thống Nó có cái chữ GOV không có lo thì cũng chúc mừng cho cái bang Chicago này. Còn tiếp theo thì mình thấy họ đưa ra cái phần uh, who has stepped in the in with uh, an additional four million đô Thôi mình đọc tiếng Việt cho nhanh như cả nhà nha Tại vì tiếng Anh mình đọc phát âm không có không có nhanh, không có chuẩn thì mọi người nghe sợ là không có hiểu thì 4 triệu người ta có đưa ra cái mục tiếp theo này là 4 triệu đô là cũng cái quỹ này người ta cũng tài trợ cho những cái essential worker là những cái người mà những cái người mà đi làm việc suốt trong cái mùa dịch Covid đó, thì cũng sẽ được nhận cái phần hỗ trợ nhưng mà chi tiết thì mọi người vào mọi người xem cập nhật thêm để xem tại vì hôm nay thì mình cũng quá muộn rồi bây giờ là một giờ đêm rồi cả nhà ơi thì thôi mình cũng chia sẻ đến đây thôi còn ngày mai mình sẽ làm tiếp cái cũng cái video như thế này nhưng mà của một cái bang khác thì hôm nay mình chỉ làm cho chicago thôi thì ngày mai mình sẽ làm bang khác mình sẽ chia sẻ thêm vào cái phần Booker essential này cho mọi người nha rồi cảm ơn cả nhà rất là nhiều hẹn gặp lại mọi người trong những cái video lần sau mọi người làm mọi người xem cái video mọi người thấy có ích thì mọi người hãy like chia sẻ và đăng ký cái kênh dung cái chuông ở bên tay phải để giúp mình có thêm động lực ra tiếp những cái video tiếp theo xin lỗi mọi người là cái video này mình nói là hơi bị vấp tại vì chắc là mệt quá <laughs> cả ngày chồng con mệt quá rồi bây giờ là một giờ đêm rồi cả nhà ơi thì mình uh, tranh thủ con ngủ á, thì mình lên mình nói chứ bình thường vào nói á, con quậy cũng không có nói được à thì cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha Và sẽ hẹn làm tiếp cái video ngày mai cho mọi người Rồi hẹn gặp lại mọi người trong những cái video lần sau Bye bye